Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này thì tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho bạn cách tải và mua phần mềm Auto Market Play ở website foresoftware.com. Thì đầu tiên các bạn hãy truy cập vào website foresoftware.com, đúng không ạ? Các bạn vào trình duyệt web và các bạn tiến hành gõ tên miền foresoftware.com thì chúng ta sẽ được vào cái giao diện như thế này. Rồi bước đầu tiên thì Nhất sẽ hướng dẫn bạn cái cách nạp tải phần mềm. Thì các bạn có thể click vào cái phần bảng giá này hoặc là click vào cái tải phần mềm này, chọn Auto Market Play, đúng không ạ? Ok. Thì các bạn tiến hành các bạn click vào tải bản thương mại ngay, đúng không ạ? Các bạn click vào. Đó. Và có một cái lưu ý dành cho các bạn là các bạn trước khi tải phần mềm cũng như là sử dụng phần mềm, trong cái quá trình sử dụng phần mềm thì các bạn cần phải tắt cái phần mềm diệt virus đi, đúng không ạ? Các bạn tắt phần mềm diệt virus đi, cũng như là tắt từng lửa nếu như có từng lửa. Đó. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành chờ một chút để tải cái phần mềm này về. Đây, nó đang load ra này. Ở đây thì Nhất tiến hành tải cái phần mềm này rồi. Đây. Rồi. Sau khi tải về thì các bạn tiến hành giải nén, đúng không ạ? Các bạn sẽ tiến hành giải nén. Đó. Các bạn sẽ tiến hành giải nén ra. Rồi nhắc lại là trước khi tải phần mềm cũng như là trong quá trình sử dụng phần mềm, các bạn cần phải tắt từng lửa cũng như là phần mềm diệt virus đi nếu như các bạn có, đúng không ạ? Đó, cái phần mềm Nhất tiến hành tải về thì nó đã hiện ở đây rồi. Đó, đúng không ạ? Thì các bạn tiến hành tải cái bản thương mại này nhé. Rồi tiếp đến thì các bạn vào cái thư mục download. Đó, các bạn giải nén cái phần mềm này ra. Rồi chúng ta sẽ tiến hành khởi động phần mềm, đúng không ạ? Thì phần mềm này sẽ bắt chúng ta nhập một cái key. Thì cái công việc tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ sau khi tải phần mềm về rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại website và chúng ta click vào phần bảng giá này. Chúng ta tiến hành tạo đơn hàng. Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành mua phần mềm nhé. Bước 2 là chúng ta sẽ tiến hành mua phần mềm.